Khai Mì xin chào cô chú và các anh chị. Hôm nay ở Mimi mới về cây mới nha cô chú các anh chị. Hiện giờ Khai Mì đang đứng ở đây này, mời cô chú các anh chị hãy cùng theo dõi Khai Mì nha. Đây mới về ha, mới mở ra ha, chưa có vô chậu cô chú các anh chị. Đây. Giờ Khai Mì đi một vòng ha, gần chút Khai Mì sẽ lấy từng cây đi lên cho cô chú các anh chị xem ha. Trời nắng đẹp ghê nè, quay đẹp đó. Đây cây red này, đây là thân đột biến của chú các anh chị ha. Đây màu nâu với màu xanh nè. Đây là cây này, cây mới như này ha cô chú các anh chị. Đây là cây số 2 ha. À, nó còn chưa có thức nè, nhìn nó còn đang ngủ. Hôm nay trời nắng nên quay nó đẹp, nó nổi màu lên ha. Cái này chừng tuần 10 ngày á, là nó sẽ xè ra rất là đẹp ha. À, cây thơ số 2 ha cô chú các anh chị. Đây là cây số 3 ha cô chú các anh chị. Đây. Đây cây số 3 ha, có luôn chậu là 300 đô ha. Ở đây phía bên đây thì nó có những cái bông nó nở rồi ha. Còn cái bên đây là mấy cái hoa baby nó còn mất mất. Cây trong đó bán hết. Dạ, tất cả họ sô bán kìa. Không, tất cả đó sô. Cây này cây thứ tư hơn cô chú các anh chị ha. Cây này có luôn chậu 150 ha. Cây là cây thứ 5 ha. Cái này có luôn chậu là 200 ha cô chú các anh chị. Cây Medusa. Cây này cây số 6 ha cô chị. Cây số 6 ha. Cái này có luôn chậu là 200 ha. Đang trời nắng nè. Này nó nở ra, nở nó dễ thương, múc. Cái này thân đột biến cô chú các anh chị, cái này là cây số 7 ha. Cái này mới về mà có cây mini ha. Này, nó có màu nâu với màu xanh nha. Màu nâu đậm ha. Đây là cây mini. Mình cho mày cầm cô chú các anh chị xem này mặt sau ha. Đây là cây số 7. Dễ sợ. Cây này cây số 8. Đó, cây mini này. Cô chú các anh chị. À, đẹp không? Nhìn ở trong nè. Nhìn cái mặt của nó nè. Thôi mày quay cận cho cô chú các anh chị xem luôn. Quay qua mặt sau.
biết con chú các anh chị có thấy rõ không? Thứ 8. Cây này cây số 9 đó cô chú các anh chị ha. Cây này bản bự nha. Hai bên đây là có cái hoa ha. Đây màu đỏ giống như màu cà, màu đỏ nho ha, màu đỏ nâu nâu ha. Này. Còn đây là có thân nó đột biến rồi thì nó không có hình cái hoa nữa mà nó móp móp mấy cái này nó gợn rồi ha. Này. Này mặt sau cô chú các anh chị ha. Đây là cây hơi to ha. Này lâu năm rồi, này lâu rồi, bây giờ nó cái thân nó chuyển màu nâu nè. Còn cây mới là cái thân nó màu xanh cô chú các anh chị ha. Mới về thì mì quay luôn, chưa có bỏ vô chậu. Cầm về cô chú các anh chị xem cho đỡ ha. Đây. Đây. Này nó còn chưa có thức này. Này cây mini nhỏ ha. Đây có hình cây baby dễ thương nè. Đây. Đây có những cây nhỏ dễ thương. Ừ. Đẹp lắm cô chú các anh chị ơi. Cây baby nè, cây mini nè. Vừa túi tiền cho mọi người ha. Nếu không muốn cây bự thì cây mini ha. Đó. Đây. Đây là ở giữa là có nguyên cái bông nha. Đó, đẹp không? Cây này là Oneium Infostan Red ha. Nó vừa có thật đột biến mà nó vừa có hoa luôn. Thì nó sẽ mắc ha cô chú các anh chị ha. Mình nghĩ vậy đó. Đây, hai bên nè. Thường thường nó ra cái hoa này nhưng mà khi nó đột biến nó thành cái thân vậy nè. Đó. Cây này cây số 10 ha cô chú các anh chị. Đây mặt sau. Mặt sau thì nó có thân thì nó có bông baby. Có thân thì nó không có. Ở đây nó có một cái thôi. Dễ thương. Thế mày thích vừa thân đột biến mà nó vừa có hoa nữa thì mày thích như vậy. Đẹp. Đó. Cô chú các anh chị nào thích thì cứ chụp hình gửi qua tin nhắn cho Mimi với chị Thanh sẽ trả lời cô chú các anh chị mình thắc mắc là cái giá bao nhiêu, tên gì hay gì nữa. Đây. Đây. Để tâm mình chụp tấm hình. Đây, dễ thương quá nè cô chú các anh chị ơi. Rồi giờ có baby này mà vừa đột biến nè. Nó hai cái gì luôn, nó đẹp, nó vừa có hoa nữa. Đây mặt sau. Cây mới về. Mặt sau này cũng có bông nè. Đó. Đẹp quá. Cô chú các anh chị nha, nhanh tay nha. Theo mì một chỗ về là theo mì đưa lên liền. Đấy. Tụi mình thích mấy cây bé bi vậy nè. Đây. À. Dễ thương không? Thân đột biến mà là hình cái bông hoa. Ở đây có một cái đột biến thôi nè. Đột biến rồi xung quanh là hoa ha. Đẹp quá cô chú các anh chị. Này thân sao ha. Đẹp quá. Nay trời nắng nóng. Đây, còn cái này thân đột biến sẽ có một cái hoa ở đây. Ồ, bữa nay mini, cây mini dễ thương quá.
Đây là mặt sau. Có một cái nữa hả em? Còn nữa không? Một cái nhỏ đó coi á. Nhanh tay, nhanh tay. Này nhà cũng có mua rồi, đẹp. Này màu nâu nha, màu nâu lợt hơn cô chú các anh chị ha. Đây, cái này là candy chay ha. Cái lá nó có màu hồng ha, màu hồng lợt lợt nha, dễ thương nha cô chú các anh chị. Này là hàng hiếm nha. Đây, cây này rất là đẹp nha cô chú và các anh chị. Cái này là nó có va ra màu hồng với màu xanh nha. Mà nó làm thân đột biến. Nó có mấy cây thôi. Đây. Bên đây là có cây baby nè. Mấy cây baby nè. Nó còn chưa có thức, nó thức là nó sẽ đẹp. Đây mặt sau. Đây. Đây nguyên một chùm về nha cô chú các anh chị. Đó. Đây mình cầm cho cô chú các anh chị xem. Lúc này nó có nắng này, nhìn nó rõ màu. Đó. Này nguyên chùm nha. Nó màu nho nha cô chú các anh chị ha. Này nó màu nho ha. Đó. Ui. Đó. Còn cái này thì nó là màu xanh nha. Thân đột biến mà nó màu xanh baby ha, mini ha. Thấy không? Thấy cầm không? Một cái mới về cô chú các anh chị nha. Đó, cái cây nhỏ dễ thương. Đây này thân đột biến luôn mà nó dài, nó cao quá ha. Cái này nó cao quá. Cảm nhận cho cô chú các anh chị thấy rõ. Đây. Cái này nó cao quá. Mình cầm dày nha, nó hơi rung, nó hơi nét lắc cô chú các anh chị thông cảm nha. Đây thay mình phải bợ nó sợ nó gãy á. Đó, về nhiều lắm rồi cô chú các anh chị ơi. Đó, to lắm nha. Đây cô chú và các anh chị ha. Ờ. Cái nó đâu bao giờ lên tới như đó, lên tới như đây là maximum mà vô. Đây cô chú. Nó không phải lên cỏ giống như nhà mình đâu. Này là giống như màu màu nho nha. Thì trải đó ai mua là kinh nghiệm bán được thì bỏ vô rác từ 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 nó mày không tưới nó tự khô lại, nó khô queo đó. Nó chết luôn rồi.
Cái này là thân đột biến nha cô chú anh chị. Ở đây nó có một cái nhụy hoa ha, hai cái ha. Đây. Đây đang còn cột dây nè. Đấy. Đây màu đỏ nha, đỏ. Đỏ máu luôn nha, cái này là đỏ máu nha. Màu ra nắng quá đẹp. Đẹp quá. Này giờ bữa nó nở ra còn đẹp nữa. Chị Thanh, cái này kêu là cái gì chị Thanh? Đẹp ghê, mấy màu này đẹp ghê nè.